Đây các bạn nhìn này, ở dưới cái phần màn hình khóa của mình có cái chữ là điện thoại của Tân này này, rất là ấn tượng nhá. Để tên trên màn hình khóa điện thoại iPhone cực kỳ đơn giản. Bạn nào mà chưa biết thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài tên của các bạn hiển thị trên màn hình khóa, hoặc là các bạn có thể chọn một cái tên tùy chỉnh hoặc là một dòng chữ tùy chỉnh ở phía dưới màn hình khóa nhé. Các bước thực hiện thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì đầu tiên các bạn hãy vào cho mình mục cài đặt của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ di chuyển đến cho mình, các bạn chọn cho mình cái mục là tập trung ở đây nhé. Đó, các bạn chọn mục tập trung này. Ở trong cái mục tập trung này thì các bạn sẽ nhìn trên phía góc bên trên tay phải, trên cùng tay phải nhá, có cái dấu cộng này, các bạn sẽ nhấn chọn vào. Ở đây thì có rất nhiều những cái chế độ, ví dụ như cá nhân, trò chơi và vân vân, nhiều lắm. Thì các bạn hãy chọn cho mình cái phần là tùy chỉnh ở đây. Rồi, tại đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là đặt tên chế độ tập trung của bạn. Thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái tên nhé. Đấy, ví dụ như mình sẽ nhập là điện thoại này, đấy, của Tân chẳng hạn. Đấy, ok chưa? Đây, các bạn có thể chọn một cái tên của các bạn này, hoặc là một tên của một ai đó cũng được, không sao. Rồi, ở đây thì các bạn có thể chọn màu nhé. Đấy, chọn màu này, đấy, màu này. Ở đây mình sẽ chọn màu. Đấy, ví dụ mình chọn màu cam chẳng hạn. Và các bạn cũng có thể chọn những cái icon ở đây. Đấy, ví dụ icon này, bông tuyết này, hoặc là đấy, rất nhiều nhé. Đấy. Rồi, đấy, các bạn có thể tùy chọn những cái icon sao cho phù hợp với cái sở thích của các bạn. Đấy, ví dụ như mình sẽ chọn cái này chẳng hạn này. Rồi, đây, hoặc là mình chọn đây, mình chọn này đi. Rồi, sau đó các bạn sẽ nhấn cho mình là tiếp ở đây nhé, cái mục tiếp ở đây này. Rồi, rồi, bây giờ các bạn chọn tiếp cho mình là tùy chỉnh chế độ tập trung này. Đó, như vậy là xong nhé. Bây giờ các bạn sẽ quay trở về cái phần làm màn hình chính của các bạn. Bây giờ các bạn sẽ để sử dụng hoặc là để hiển thị cái tên, các bạn sẽ vuốt cái phần trung tâm điều khiển xuống này. Các bạn sẽ nhấn vào cái phần là tập trung. Đây, các bạn sẽ thấy rằng có cái phần là điện thoại của Tân ở đây nhé. Đây, cái tên này, đấy, các bạn chọn vào, vậy là xong. Bây giờ mình sẽ khóa màn hình này. Đấy, mình bật lên là các bạn nhìn này, đây là cái chữ là điện thoại của Tân, nó sẽ hiển thị ở ngay dưới cái phần là màn hình khóa như này nhá. Đây này, các bạn nhìn này, rất là ấn tượng nhá. Đó, các bạn có thể chọn những cái tên khác hoặc là các bạn chọn cho màu sắc nó khác để cho nó nổi nhá. Rồi, với các bước rất là đơn giản thôi, bạn đã có một cái tên cực kỳ xinh xắn và đáng yêu ở dưới màn hình khóa điện thoại iPhone rồi. Thì nếu các bạn thấy cách của mình hướng dẫn hay hữu ích thì các bạn ủng hộ mình thêm một nút đăng ký kênh và nhấn like video, chia sẻ cho mọi người được biết nhé. Có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào các bạn hãy comment phía dưới phần bình luận video nhé. Cảm ơn các bạn.